khắp bốn phương ta về đây trong niềm thân ái. Hành trình đi lên ngành dân vận lòng an, từ trong gian nan quê hương trong dũng kiên cường, hôm nay gắn bó giang ngời ê đàng lòng dân. Đến với mọi người ấm áp tình thương, thắp sáng niềm tin ước mơ trong vận hội mới. Ngành dân vận lòng an, từ trong gian nan quê hương chung dũng kiên cường, hôm nay gắn bó dạng ngời ý đảng lòng dân. Bên vai mọi người ấm áp bình thường, thắp sáng niềm tin ước mơ trong vận hội mới. Niềm tin yêu.